Ok, chào các bạn. Các bạn thân mến, thầy cô Trang Anh sẽ hỗ trợ các bạn chữa phần cấu trúc trong bài số 12 của chương trình sách giáo khoa mới. Bạn thân mến, phần hôm nay cô Trang Anh sẽ đặt mục tiêu là sẽ chữa hết cái bài số 1 này. Dạ, vì cô nhớ là bài số 1 này chúng ta đã chữa là mấy buổi rồi. Chờ hôm nay chúng ta sẽ chữa phần còn lại của cái bài số 1 chương trình sách giáo khoa 12 chương trình mới các bạn nhé. Nhá. Nếu như hôm nay chúng ta chữa xong thì chương trình tuần sau của mình có 2 buổi, cô sẽ xuống hỗ trợ chữa cấu trúc của tiếng Anh lớp 10. Ok. Các thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn ạ. Chương trình buổi sáng của chúng ta thực hiện tác phong nhanh nhẹn khẩn trương, bởi vì khoảng thời gian buổi sáng của mình không có nhiều, đúng không ạ? Ok, các bạn thân mến, các bạn đã sẵn sàng cho buổi hôm nay của chúng ta chưa? Nếu các bạn sẵn sàng rồi, chúng ta sẽ bắt đầu vào học luôn ạ. Dạ, trước khi vào bài, các bạn kiểm tra giúp cô xem là ánh sáng âm thanh có ổn không để chúng ta bắt đầu vào học nhé. Ok, rồi. Cô chào các bạn. Rồi, các bạn thân mến, bây giờ chúng ta sẽ thực hiện là bạn nào vào trước, bạn nào vào sau, không chờ đợi nhé. Em nhớ cho cô như sau này. Trong cái phần cấu trúc của sách 12 chương trình mới, như như cô Trang Anh đã từng chia sẻ với các bạn, đó là chương trình mới thì thường là cái nội dung kiến thức của nó sẽ khó hơn nhiều so với chương trình cũ nhớ. Chương trình mới, cô phải nói trước là chương trình mới cái nội dung kiến thức nó khó hơn nhiều so với chương trình cũ nhớ. Vì vậy mà bạn sẽ thấy rằng là cái lượng từ vựng này cũng như cấu trúc của nó cũng khó hơn, đúng không ạ? Nên là khi mà chúng ta cô mà bảo rằng là ngày mai mình học chương trình mới thì các bạn xác định là kể xem trước bài giúp cô nhá, xác định xem trước bài giúp cô, bởi vì cái chương trình mới nội dung nó tương đối khó, cấu trúc nó cũng tương đối khó. Rồi, sẵn sàng chưa này? Cô sẽ có như sau này. Bây giờ cô sẽ chữa, bạn nhìn này, những cái gì cô sẽ thường dùng những cái cuốn sách để livestream, và cái cuốn sách đó cô sẽ viết chi chít vào trong sách, thì cái chỗ nào mà cô viết rồi là chữa rồi, đúng không? Bây giờ cô sẽ chữa từ câu số 38 trở đi. Nếu còn từ 38 đến 54 cơ, nên là tương đối nhiều, nên là chúng ta sẽ phải tích cực mới xong được nhé. Ok, nào với câu số 38, cô sẽ có như sau này, perhaps. Cô sẽ có từ perhaps, có lẽ rằng, đúng không ạ? Như gì ạ? Những cái bài học từ cái sự thất bại của bạn. Như ạ? Là làm sao đấy ạ? Nó sẽ là sao? Nó sẽ là những cách tốt hơn hoặc là một cái cách khác biệt để mà có thể đạt tới mục tiêu. Thì trong này, trong quá trình cô chữa thì, bởi vì chúng ta học cấu trúc mà, trong quá trình cô chữa thì cô sẽ nhắc cả cái cấu trúc liên quan cho các bạn. Giờ cô sẽ có cái cụm từ, đó là cụm từ achieve one goal, nghĩa là gì? Giờ cô sẽ có cụm từ là achieve, giờ cô sẽ cụm từ là achieve goal, đó là đạt được mục tiêu nhá. Cái này của cô có nghĩa là đạt được mục tiêu. Xong chưa? Xong chưa? À, chờ, chúng ta sẽ có cái này, cô nghĩa là đạt được mục tiêu. Đạt được mục tiêu một cụm này, đúng không ạ? Rồi, vậy với câu số 38 nó liên quan đến cấu trúc nhiều hơn liên quan đến từ vựng. Vậy bạn thử xem cho cô xem 38 là cấu trúc gì. Chờ, câu số 38 chúng ta sẽ có từ exercise. Chờ, với từ exercise của chúng ta nghĩa là bài tập, đúng không ạ? Bài tập hoặc là bài tập thể dục. Chờ, bài tập về nhà, bài tập làm hoặc là bài tập về thể chất. Chờ, ý B cô sẽ có từ lesson nghĩa là bài học. Chờ, ý C cô với từ assignment nghĩa là cái công việc được phân công, nhiệm vụ được phân công. Thế còn ý D cô với từ certificate nghĩa là chứng chỉ bằng cấp. Vậy thì với câu này chúng ta sẽ có như sau. Chờ, thực ra nó chính là cái cụm như sau, đó là từ. Giờ cô sẽ có cụm từ là learn a lesson. Học, đúng không ạ? Rút ra được cái gì, đúng không ạ? Thực ra chúng ta có một cái cụm từ, đó là cụm từ learn a lesson, đúng không ạ? Rút ra được cái gì. Vậy đây người ta dùng để dạng số nhiều thôi, nên là không có mạo từ a nữa. Vậy là chúng ta sẽ gì cả, rút ra những cái bài học từ những thất bại của bạn. Thì câu số 38 cô chọn được câu này là ý B nhá. Sau câu số 38 chuyển cô sang câu số 39 của chúng ta đây. Chứ câu số 39 cô sẽ có website. Website của công ty đấy đã bị làm sao? Đã bị quá tải với, nhớ, chúng ta sẽ có từ shows up. Rồi cô sẽ có từ show up nghĩa là gì? Nghĩa là với cái sự tăng đột ngột, đúng không ạ? Với cái sự tăng lên của cái lượng email mà nó requesting, đòi hỏi, xin những cái information, thông tin về cái dòng sản phẩm mới. Như vậy cô sẽ có như sau. Với câu số 39 gì là website của công ty đã bị quá tải với cái lượng lớn email bất ngờ, đúng không ạ? Thông tin, muốn xin thông tin về dòng sản phẩm mới. Thì với câu số 39, chúng ta sẽ thừa nhận cho cô một cái cụm cấu trúc như sau. Chờ, các bạn có cần phân tích không hay là chỉ cần nói cho em là cấu trúc đấy là gì xong áp vào luôn ạ? Nếu mà chỉ cần nói cho em là áp dụng cấu trúc gì đấy vào luôn thì nó sẽ rất là nhanh. Nhờ. Còn nếu mà để cô cho anh phân tích sâu ra thì nó sẽ lâu hơn. Nhờ, cô sẽ có cấu trúc là be overloaded with, đúng không ạ? Thì quá tải với cái gì? Nó là một cụm. Thì với câu số 39 cô chọn được ý A.
Ok chưa? Rồi, xong câu số 39, chuyện cô sang câu số 40. Câu số 40 của cô, nếu nhìn thoáng qua bạn sẽ thấy đây là một câu về từ loại. Đó. Nếu bạn nhìn thoáng qua thì bạn sẽ thấy rằng đây là một câu về từ loại này. Chợ, và nếu như bạn nào mà đã học cái chương trình sách giáo khoa mới á, đúng không ạ? Thì những cái từ này các bạn thấy là bạn học ở trong chương trình sách giáo khoa của em rồi. Nhớ. Thì với câu số 40 bạn đã chọn được đáp án của câu này là ý gì? Thứ nhất là cô sẽ có idea về từ reputable. Chợ, về từ reputable của chúng ta nghĩa là có tiếng tăm tốt. Nhớ. Hay là cô là có tiếng tăm. Nghĩa là tính từ. Vậy nếu như mà mang nghĩa là không có tiếng tăm hoặc có tiếng xấu, chúng ta sẽ dùng tiền tố là nhớ dùng là dùng tiền tố là disreputable. Ok, được không ạ? Rồi, tiếp này. Cứ sẽ có ý C của chúng ta với từ reputational. Nghĩa là có tiếng tăm, nó cũng có nghĩa là có tiếng tăm. Nhưng mà nó thường là có những cái dạy có những cái tiếng, đúng không ạ? Mà nó thường là bị ảnh những cái tiếng mà có gọi là tiếng, hiểu mang nghĩa có tiếng tăm nhưng mà thường là có tiếng xấu. Thế cô sẽ có là cả A và B của cô bằng nhau. Nhớ nhá. Cả A và B của cô bằng nhau này. Cô sẽ có từ repute và từ reputation của chúng ta đều có nghĩa là có danh tiếng, có uy tín, có tiếng tăm. Nhưng mà ở trong này chúng ta sẽ thừa nhận cho cô cụm như sau này. Cô sẽ có từ damage. Dạ, cô biết đây nhá. Cô sẽ có cấu trúc. Đó là cấu trúc damage. One reputation. Cấu trúc này ở trong sách giáo khoa của em này. Đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ có là cả một cụm đó là cụm từ damage. Dạ, cụm từ damage. One reputation nghĩa là hủy hoại danh tiếng. Dạ. Thế còn từ repute của chúng ta nó sẽ đi với cấu trúc là gì ạ? Chợ repute nó sẽ đi với cấu trúc là hold somebody in high hoặc là no repute. Chợ nó sẽ có là hold somebody in high hoặc low repute. Nghĩa là gì? Nghĩa là kính trọng ai đó hay là không kính trọng ai đó. Nhá, hai cấu trúc này. Vậy thì với câu số 40, cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý B. Chợ trong câu 40, cô nhớ cấu trúc là want to do something, muốn làm gì nữa. Jackson không muốn hủy hoại danh tiếng của anh ta, đúng không ạ? Với cái gì đấy? Dạ, với cái gọi là cái phẩm chất, đúng không ạ? Cái gọi là với cái vấn đề về anh này không muốn hủy hoại danh tiếng của mình, nhớ, với những phẩm chất chính trị mà anh ta có, nhá, được không ạ? Xong chưa? Rồi, tiếp này cô sẽ có như thế có nhanh quá không ạ? Ok, các bạn thân mến, các bạn thấy cô trang giả như vậy có nhanh quá không ạ? Ok, mà các bạn có cần phải giảng sâu ngay, chỉ cần giảng qua cho bạn thôi ạ. Nhận dịch là Jackson không muốn hủy hoại thanh danh của mình. Ủa? Thanh danh là một gì ạ? Là một chính trị gia. Nhớ. Xong câu số 40 chuyển cô sang câu số 41 này. Với câu số 41, thứ nhất là cô sẽ có cấu trúc là cấu trúc của từ tend. Chúng ta có cấu trúc như sau. Cấu trúc là tend to do something có xu hướng làm gì? Kể nó sẽ bằng với cấu trúc là have a tendency. Chợ bằng với cấu trúc là have a tendency to do something có xu hướng làm gì? Là gì là chúng tôi có xu hướng, chúng ta có xu hướng chứ mà gì là chúng tôi, đúng không ạ? Chúng ta có xu hướng đánh giá, phán xét người khác, đúng không ạ? Based on, dựa vào cái first impression. Chợ based on, dựa vào our first impression. Dựa vào những cái ấn tượng ban đầu của chúng ta. Nhớ. Vậy thì với câu này em sẽ căn cứ cho cô bằng động từ, đó là động từ make. Ok. Căn cứ cho cô bằng động từ make. Thì cô sẽ có cái cụm từ như sau, đó cụm từ make ghép với từ judgment. Dạ, chúng ta sẽ cụm từ là make ghép với từ judgment. Dạ, chúng ta sẽ có cả cụm từ là make judgment about somebody, đúng không? Đánh giá về ai. Đấy nhá, about somebody đánh giá về ai. Vậy thì với câu số 41 cô chọn được câu này là ý A. Đó ạ. Câu số 41 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý A. Chúng ta có xu hướng đánh giá về về mọi người chỗ làm. Chủ yếu dựa vào đúng không ạ, based on dựa vào cái first impression. Thì thực ra cái first đúng không ạ, cái first impression của chúng ta cũng là một cụm ấy, đúng không ạ, ấn tượng ban đầu. Ok chưa? Rồi xong câu số 41 chuyển câu sang câu số 42. Câu số 42 câu sẽ có như sau. Chợ chúng ta sẽ có cụm từ là at the end of nhờ. Cơ có cụm từ là at the end of, nghĩa là cuối của cái gì nhá. Thì cô sẽ có như sau là ở đây nó sẽ cụm từ là at the end of something, đúng không? At the end of something, cuối của cái gì? At the end of the book, cuối của cuốn sách, the author, tác giả đã làm sao ạ? À, chúng ta sẽ có cái cụm từ như sau. Giờ cô sẽ có một cụm từ cố định, đó là cụm từ make ghép với từ criticism. Chợ make ghép với từ criticism của chúng ta nghĩa là gì? Chỉ trích. Đúng không? Cả cái cụm từ này của cô có nghĩa là chỉ trích.
Nhớ, hoặc là nếu kể cả chúng ta không biết cái cụm này thì chúng ta vẫn có thể làm phương pháp loại trừ theo vấn đề tự loại được, đúng không? Cuối của cuốn sách này tác giả đã chỉ trích cái xã hội tiêu dùng nhá. Giờ chúng ta sẽ có với câu số 42, cô sẽ chọn được đáp án là ý A nhá. Câu số 42 chúng ta chọn ý A với cái cụm từ, đó là cụm từ make criticism, nghĩa là chỉ trích nhá, đúng không ạ? Ở trong cái cuốn sách này này thì cái chương trình sách giáo khoa cũ ấy, cấu trúc nó khá là dễ. Vậy thì các bạn khi mà các bạn học ấy, thì các bạn sẽ thấy là chúng ta sẽ học đan xen nhau cho đỡ chán, đúng không? Vì cô đã bảo với em là sau đó thi vào cả hai mà, nên chúng ta học đan xen nhau. Lúc nào mà chúng ta thấy cái bên này nó khó quá, chúng ta sẽ chạy sang bên 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 cơ bản mình học, đúng không ạ? Bên chương trình cũ mình học. Rồi với câu số 43, cô sẽ có như sau. Câu 3 cô sẽ có là it seems, nó dường như rằng. Chúng ta thấy nó rất là dễ dàng. Cô lại có cái cấu trúc đó là for tính từ cộng với to verb. Thấy như thế nào đó để làm gì? Nó dường như rằng chúng ta sẽ thấy rất là dễ dàng để mà làm sao những cái ý tưởng hơn là xây dựng nó, đúng không? Giờ vậy thì cô sẽ có là với câu số 43, cô có từ rounding gap way to error, cái lỗi làm tròn số. Làm tròn số giống như kiểu trong toán học của em ấy, làm tròn số thập phân ấy, đúng không? Làm tròn số thập phân. Rồi thế vậy cô sẽ có ý C của cô với từ find. Rồi cô sẽ có từ find fault, nghĩa là gì? Nghĩa là chỉ trích, nghĩa là ca thán, đúng không? Nghĩa là cằn nhằn, nghĩa là bắt lỗi, rất là nhiều nghĩa tùy theo ngữ cảnh em dịch cho cô nhớ. Chữ ấy này cô có nghĩa là gì? Nghĩa là không vừa ý, nghĩa là chê trách, nghĩa là bới móc, đúng không ạ? Nhớ, anh này cô nó có những nghĩa sau này. Nghĩa là không vừa ý này, chợ nghĩa là chê trách này, đúng không ạ? Nghĩa là bới móc này, nghĩa là bắt lỗi này. Đấy, rất là nhiều nghĩa. Chợ, thế còn ý đề của cô thì sao? Ý đề cô sẽ có từ play ghép với từ for, nghĩa là gì? Nghĩa là lừa dối, gian lận, lừa đảo ai. Nhớ. Thì với gì ạ? Nó dường như rằng chúng ta rất là dễ dàng để mà bắt lỗi, đúng không ạ? Với cái ý tưởng hơn là xây dựng nó thành một cái gì tốt đẹp hơn. Vậy chúng ta sẽ chọn được câu 43 là ý C. Được không ạ? Xong chưa? Xong chưa? Xong câu số 43, chuyển cho cô sang câu số 44. Nào, với câu số 44 các bạn sẽ chọn được đáp án của câu này là ý gì ạ? Nào, xong câu số 43, chuyển cô sang câu số 44 ạ. Chuyện câu số 44 cô sẽ có như sau này. Câu 44 cô sẽ có là many of these. Chợ, many of these companies may also donate from. À, câu này chúng ta sẽ căn cứ bằng từ from. Thì con sẽ có cấu trúc như sau. Rồi con sẽ có là sau cái động từ khuyết thiếu may này cần động từ nguyên dạng. Nếu cần động từ nguyên dạng thì yeah, cô với từ advantage của chúng ta là ưu điểm, đúng không? Nó sẽ có yeah với từ advantage là ưu điểm, đúng không? Lợi thế thì không phải vì nó là danh từ, ở đây cũng cần động từ cơ. Ý B cô với từ profit là danh từ lợi nhuận. Yeah. Vậy thì ở đây cô sẽ có từ benefit là động từ kiêm danh từ, nó có thể là danh từ nữa. Thì ở trong ngữ cảnh câu này thì cô sẽ có cấu trúc là benefit nhựa đi với giấy từ from, hưởng lợi từ cái gì, thu được lợi từ cái gì. Được chưa? Thì với câu số 40, 40, 44 cô chọn được ý D. Rất là nhiều trong số những công ty này đã thu được lợi, đúng không ạ? Từ cái cán cân kinh tế khi mà họ mở rộng ra cho những hoạt động như vậy. Dạ, xong câu số 44 chuyện của cô sang câu số 45. Nào, với câu số 45 cô sẽ có như sau này. Chờ, câu số 45 cô sẽ có từ medical. Dạ, cô sẽ có từ medical ghép với từ community, nghĩa là gì? Cộng đồng y học. Nhớ. Cô có từ đó là từ medical ghép với từ community, nghĩa là cộng đồng y học. Dạ, tiếp này có chuyện cấu trúc là continue to do something, tiếp tục làm gì, đúng không ạ? Tiếp tục, đúng không ạ? Có cái gì trong cái cuộc chiến. Cô sẽ có là in the fight đi với giấy từ against, trong cái cuộc chiến chống lại cái gì. Cô sẽ có là in the fight đi với giấy từ for something, đúng không ạ? Nhờ chúng ta sẽ có là trong cái cuộc chiến cho cái gì, trong cuộc chiến bảo vệ cái gì và trong cuộc chiến against chống lại cái gì. Vậy thì với câu này chúng ta sẽ có như sau này. Cộng đồng y học, đúng không ạ? Tiếp tục nhờ, tiếp tục làm sao đây ạ? Cô có ya với từ speed. Nhớ, speed trong cái từ speed up nghĩa là tăng tốc. Ngược với nó thì cô sẽ có từ slow down nghĩa là giảm tốc độ. Vậy cô sẽ không chọn ý A. Được chưa? Này, cô sẽ có cụm từ make progress nghĩa là tiến bộ. Nghĩa về dịch là cộng đồng y học tiếp tục có những cái sự cải tiến, có những sự tiến bộ trong cái cuộc chiến chống lại ung thư. Vậy thì với câu số 45 theo nghĩa cô chọn được ý B. Theo cấu trúc cô cũng sẽ chọn được ý B. Xong chưa?
Rồi, xong câu số 45 chuyển cô sang câu số 46 này. Với câu số 46 cô có cấu trúc là instead of, thay vì. Chợ thay vì chỉ đơn giản là punish them. Thay vì đơn chỉ đơn giản là trừng phạt họ thì cái hệ thống này đúng không ạ? Khuyến khích những cái offender. Nó sẽ có từ offenders nghĩa là gì đấy ạ? Những cái người phạm tội nhá. Cô sẽ có từ offenders của chúng ta dịch là những người phạm tội. Đó không ạ? Để làm gì đấy ạ? Nó sẽ có từ modify nghĩa là gì? Sửa đổi cái behavior hành vi của họ. Vậy em sẽ chú ý cho cô này, cô sẽ có từ offender của chúng ta đó vai trò là somebody, đúng không ạ? Đằng sau nó sẽ là to verb. Vậy thì với câu này cô sẽ nhớ đến cấu trúc như sau. Cô sẽ nhớ đến cấu trúc là encourage somebody to do something, khuyến khích ai đó làm gì. Vậy thì là thay vì trừng, đúng không ạ? Thay vì chỉ đơn giản là trừng phạt họ thì cái hệ thống lại khuyến khích những người phạm tội, đúng không ạ? Làm sao để sửa đổi hành vi của mình. Thì với câu số 46 cô chọn được ý A. Ok. Sau câu số 46 chuyển cô sang câu số 47. Với câu số 47, các bạn thân mến, các bạn thấy cô cho anh giảng như vậy có nhanh quá không ạ? Ok, các bạn thân mến, các bạn thấy cô cho anh giảng như vậy có nhanh quá không ạ? Với câu số 47, cô sẽ có on the way, nghĩa là trên đường. Nhớ, anh này cô nghĩa là trên đường này. Thế cô sẽ có từ in the way, nghĩa là cản trở, ngáng đường. Chưa? Chúng ta sẽ có anh này cô nghĩa là cản trở, ngáng đường. Cô sẽ có từ by the way, nghĩa là nhân tiện. Chưa? Ba anh này cô này đều có từ way đúng không ạ? By the way là nhân tiện. Thế còn từ by way of nghĩa là gì? Nhớ. Cứ sẽ có cái anh của chúng ta đó là anh by way of. Em sẽ cho cô xem cái anh by way of này có nghĩa là gì. By kia dễ rồi đúng không ạ? Nào với cái anh là by way of, anh ấy có nghĩa là gì ạ? Nhớ. Nhớ. Cứ sẽ có này, cái anh by way of của chúng ta nghĩa là như là một loại, như là một kiểu, đúng không ạ? Như là một cách nhớ. Nó sẽ có cụm từ là by way of, như một kiểu, như một cách, như một loại. Đó vậy. Vậy cô sẽ có như sau này. Ở đây người ta đang dùng từ determine, đó vai trò là tính từ. Cô ấy quyết tâm đến mức mà, đúng không ạ? Tôi biết rằng chẳng có cái gì có thể cản trở cái kế hoạch của cô ấy để hoàn thành cả. Vậy thì với câu số 47 này, cô sẽ chọn được từ in the way với nghĩa là cản trở. Nhớ. Cô ta quyết tâm đến mức mà tôi biết rằng chẳng có cái gì, đúng không ạ? Sẽ có thể làm sao cản trở cái kế hoạch của cô ấy hoàn thành cái luận văn kia cả. Vậy thì với câu số 47, cô sẽ chọn được đáp án là ý B, đúng không ạ? Nó sẽ có từ theo là luận án nhá. Thì với câu số 47, cô chọn được ý B, nhất trí đúng không ạ? Cô nhắc lại này. Cô có cụm từ on the way là trên đường. Cô có cụm từ in the way là cản trở ngáng đường. Cô cụm từ by the way là nhân tiện. Nhá. Và cụm từ by way of nghĩa là như là một kiểu, như là một loại. Được không ạ? Rồi, tiếp này, xong câu 47, chuyển cô sang câu số 48. Dạ, câu số 48 gì ạ? Tôi không biết là bạn kiếm sống bằng gì, đúng không ạ? Tôi không biết là bạn làm gì để kiếm sống, nhưng mà bạn rõ ràng chả hiểu gì về thế giới thực này cả. Thì cô sẽ có cụm từ, đó là cụm từ do for a living. Cả một cụm này thừa nhận cho cô luôn. Thế cho nhanh, đúng không ạ? Thì 48 cô chọn được đáp án là ý B. Dạ, do for a living bằng make hoặc là earn a living, kiếm sống. Đó ạ. Xem cho xong chưa? Do for a living bằng với make hoặc là earn a living, nghĩa là kiếm sống. Nhất trí chưa? Rồi, sau câu số 48, chuyện cô sang câu số 49. Ở chợ, bạn thân mến, trong một tuần cô dành khá nhiều thời gian để hỗ trợ 2K2, hỗ trợ 2K3. Ở chợ, bởi vì 2K3 bây giờ thời gian của chúng ta gấp rút rồi, đúng không ạ? Sắp sang tháng 10 rồi, sang tháng 10 mà bộ thay đổi, bộ thông báo cái quy chế thi là thấy chúng ta đã gọi là sấp mặt rồi. Thì lớp 12 thì bạn nhớ cho cô là cô dành 2 buổi để dạy cấu trúc. Cấu trúc rất quan trọng, nhận rất quan trọng nhé. Bởi vì là sao ạ? Có từ vựng nhưng mà phải có cấu trúc nữa, đúng không? Thì chúng ta mới dịch đúng được nghĩa ở câu. Nhưng thì cô dạy có một cái buổi nhờ, cô nhớ không nhầm là buổi thứ ba nhỉ? Đúng không? Thứ ba và thứ bảy là cấu trúc sáng thứ ba nhá. Và sáng thứ bảy là cấu trúc. Thì sáng thứ ba của chúng ta sẽ là cấu trúc của sách cũ. À, thống nhất như vậy ạ. Sáng thứ bảy sẽ là cấu trúc của sách mới. Nhờ. Và cô có 2 buổi tối hỗ trợ lớp 12. Đó là tối thứ 5 và tối thứ 6. Thì tối thứ 5 của chúng ta là sách mới, đúng không ạ? Tối thứ 6 là sách cũ, nhớ lịch này cho cô. Rồi, với câu số 49, chúng ta sẽ chọn được đáp án là ý gì? Chợ 49 chúng ta sẽ có như sau. Chúng ta sẽ có từ graduate đi về giới từ from, cái này là về giới từ thôi, đúng không ạ? Tôi không tin là chúng ta sắp sửa tốt nghiệp đến nơi rồi. Cô có cấu trúc bình thường đó là sau giới từ cộng verb in. Nhưng ở đây cô sẽ có cấu trúc là be about to do something, sắp sửa làm gì? Đúng không ạ? Tôi không tin là chúng ta sắp sửa tốt nghiệp hết rồi, đúng không ạ? Sao mà 4 năm nó trôi qua nhanh thế? Cô sẽ có từ go by nghĩa là trôi qua hoặc tuột mất.
Do đó 49 cô chọn được câu này là ý A. Ok chưa? Xong câu số 49 chuyển cô sang câu số 50. Khả năng là chúng ta kết thúc được đấy. Đúng không ạ? Nói chung là mỗi bài chương trình mới này gọi là xong được một bài là toát hết cả mồ hôi đúng không ạ? Khó. Rồi, sau câu số 49 chuyển cô sang câu số 50 của chúng ta. Đó nhá, nên là bạn thấy là cô Trang có khuyến khích các bạn là học từ vựng từ chính trong sách giáo khoa là vì thế, vì từ vựng trong sách giáo khoa của em nó đã khó lắm rồi, đúng không ạ? Đã khó lắm rồi. Em muốn học cái gì cao siêu ở ngoài em phải học từ đấy trước cho cô đã, đúng không ạ? Rồi, với câu số 50 cô sẽ có như sau. Cái anh Alan này, anh ấy rất nổi tiếng vì những cái công vì cái công nghệ, đúng không ạ? Để giúp medication, thuốc men y tế, đúng không ạ? Enter. Chúng ta có cấu trúc là have somebody something, đúng không ạ? Do something, giúp cái gì đó, giúp ai đó làm gì. Trợ dịch là cái anh ấy rất là nổi tiếng vì cái công nghệ giúp cho cái thuốc men có thể vào được cơ thể một cách safe, an toàn và effective, hiệu quả. Vậy thì với câu này chúng ta sẽ có cấu trúc như sau. Câu sẽ có cấu trúc là be famous for. Thì chúng ta sẽ cấu trúc là be famous for. Yeah. Bằng với be well known for. Chợ chúng ta có thể dùng là be well known for. Chợ và chúng ta sẽ dùng là we. Có thể dùng là be best known. Như ở câu này chúng ta dùng là be best known for. Đúng không ạ? Vậy thì với câu số 50 cô sẽ chọn được đáp án của câu này là ý A. Yeah. Sau câu số 50 chuyển cô sang câu số 51. 51 thì nó cũng không phải là về phần từ vựng. Yeah. Với câu số 51 em chỉ cần thừa nhận cho cô cụm từ như sau thôi. Cô sẽ cụm từ là be strongly. Chờ cô sẽ cụm từ là be strongly influenced. Chờ influenced. Nó sẽ có cụm từ là be strongly influenced. Influenced. Ok. Yeah. Chờ by something nghĩa là gì? Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ bởi ai, bởi cái gì? Chờ be strongly influenced by somebody, bị ảnh hưởng. Đúng không? Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ của ai, cái gì? Vậy là anh ấy, đúng không? Chịu ảnh hưởng, đúng không? Chịu ảnh hưởng mạnh mẽ. Yeah. Anh ấy là chịu ảnh hưởng khá nhiều bởi cha và ông nội, đúng không? Nên là hành vi và những quyết định của anh ta là exactly the same, gần như vậy, đúng không? Vậy thì với câu số 41 cô chọn được ý B. Anh ta là chịu ảnh hưởng, đúng không? Sâu sắc, gì là chịu ảnh hưởng sâu sắc cũng được, bởi cha và ông nội. Vậy mà những hành vi và quyết định của anh ta là dạng là giống hệt như thế. Nên là câu số 51 cô chọn được đáp án là ý B ở chợ. Thực ra bài hôm nay cô giảng không sâu bởi vì cô đang bị áp lực là việc chúng ta phải chữa xong cái bài này. Là hôm nay chúng ta chủ yếu là các bạn thừa nhận công thức cho cô thôi. Dạ, cô sẽ có là cái anh này anh nói rằng là công ty của anh ấy rất đấy làm tiếc. Chúng ta có cấu trúc là be sorry. Chợ to do something rất đáng tiếc để phải làm gì, đúng không ạ? Cô sẽ có căn cứ bằng miss a. Chạy căn cứ bằng miss, chúng ta sẽ có cụm từ như sau. Một cụm từ cố định mà đã cố định là thừa nhận thôi. Giờ cô sẽ cụm từ là miss a chance to do something. Lỡ mất cơ hội để làm gì? Nhớ. Cô sẽ có từ miss a chance to do something. Lỡ mất cơ hội làm gì đây? Thế là cô lại có cấu trúc là show off. Đúng không? Show off nghĩa là gì? Cô sẽ có từ show off nghĩa là khoe khoang ra. Đúng không? Thì với câu số 52 này, cô sẽ chọn được đáp án là ý A. Nhớ hơn thế nữa đi. Sao mà từ a của chúng ta cũng phải là danh từ? Trong đó cô sẽ có B, C, D của cô. Chắc chắn nó không phải là danh từ. Nhờ, tại sao cô lại bảo thế? Nhờ, ý B của cô với từ nhờ, đó là từ deliberate. Nghĩa là có chủ ý. Đúng không? Nó là tính từ. Chờ, ý C của cô với từ calculate. Chắc chắn nó không phải đuôi ED, không phải đuôi danh từ được cả. Đúng không? Tính toán. Thế còn ý D của cô với từ intentional. Nghĩa là có chủ định. Cũng là tính từ chứ không phải danh từ. Vậy thì cô kiểu gì nó chỉ ra ý A mà thôi. Đúng không? Rồi, xong câu số 53 chuyển cô sang câu số 53. Nhờ với câu số 53 cô sẽ có như sau. Chợ câu số 53 ở cô dịch là rất là nhiều trong số những cái người lính, những cái người mà rời xa quê hương mình để mà gì, để mà những người mà ra đi, gọi dịch không gì là rời xa dịch ra đi hay hơn đúng không ạ? Rất là nhiều trong số những người lính, người mà ra đi để bảo vệ quê hương đất nước đã không còn sống để quay trở về. Đấy. Thì cô sẽ có như sau. Với câu này em chỉ nhớ cho cô như sau này. Cô có cấu trúc là fight đi với giới từ for. Đấu tranh cho cái gì? Chiến đấu cho cái gì? Chợ thế và cô sẽ cấu trúc là fight đi với từ against. Đấu tranh chống lại cái gì? Nhớ. Vậy thì rất là nhiều trong số, rất nhiều trong số những người lính ra đi để bảo vệ, đúng không? Để mà bảo vệ đất nước đã không còn sống để quay trở về. Vậy thì với câu số 53 này cô sẽ chọn được đáp án của câu đấy là ý C. Ok chưa? Được chưa?
Rồi, xong câu số 53 chuyển cô sang câu số 54. Trở với câu 54 thì lúc trước cô có bảo với các bạn là có một cụm như này đúng không ạ? In the fight. Ok, in the fight đi với giới từ for, trong cuộc chiến cho cái gì? In the fight against. Against. Nghĩa là gì? Trong cuộc chiến chống lại cái gì? Cả hai cái này đều được. Nói chung là bạn chỉ cần nhớ cho cô là từ fight đi với giới từ for, giới từ against. Đúng không ạ? Chiến đấu cho cái gì và chiến đấu để bảo vệ cái gì và chiến đấu chống lại cái gì. Cô sẽ có như sau, cô có từ Prime Minister, bộ trưởng, đúng không? À sorry. Chúng ta sẽ có từ Prime Minister mà ghép với tên của vị lãnh đạo này đúng không? Thì cô sẽ dịch là chúng ta sẽ dịch là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, đúng không? Thế trong trường này cô dịch là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nói với cả nước rằng each factory, mỗi một nhà máy, đúng không? Mỗi một vùng quê, đúng không? Mỗi một vùng, mỗi một người dân phải trở thành một cái fortress. Nhưng sẽ có từ fortress cho chúng ta. Với từ fortress nghĩa là gì? Một pháo đài mà chống Covid-19 nhá. Như cô dịch là Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đúng không ạ? Nói với cả nước rằng, nói với người dân cả nước rằng làm sao? Mỗi một nhà máy đúng không ạ? Mỗi một vùng đúng không ạ? Mỗi một công dân phải trở thành một một cái gì đấy? Một fortress, một pháo đài chống Covid-19. Vậy trong trường này chúng ta phải dịch là chống chứ không phải dịch là đấu tranh cho. Vậy thì với câu số này chúng ta sẽ chọn được đáp án của cô là ý A. Ok chưa? Rồi, ok cô thân mến, vậy là cô Trang Anh vậy là cô Trang Anh đã hỗ trợ các bạn chữa xong bài về phần cấu trúc tiếng Anh trung học phổ thông, bài số 1 của tiếng Anh 12 chương trình mới nhá. Buổi tuần sau cô như cô đã hứa là cô sẽ chuyển hỗ trợ xuống lớp 10. Vậy nếu như lớp 10 thì có sẽ có là chương trình mới rất là chủ đề về family life. Và chương trình cũ, đúng không ạ? Chương trình cũ nó sẽ là chủ đề về A Day in the Life. Thì đây sẽ là hai bài này của chúng ta sẽ là hai bài của tuần sau nhé. Ok, chứ cứ đúng lịch chúng ta vào học thôi ạ. Ok, tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào chương trình tối. Tối nay cô có lịch dạy của nhóm kín. Tối nay có lịch dạy của nhóm chuyên đề 6, vì vậy mà hẹn gặp lại các bạn vào vào tối mai nhá. Đúng không? Sáng mai chúng ta không có lịch. Nên là tối mai cô sẽ chữa đề trong sách 35 đề minh họa. Ok, tạm biệt các bạn.